Điện tử 360.com xin kính chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới bạn bài tiếp theo trong loạt bài tự học Arduino. Và bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước sang bài số 26, module RFID MFRC522. Trong bài này tôi sẽ giới thiệu tới bạn module RFID và hướng dẫn các bạn cách sử dụng module RFID này. Các bạn đang thấy trên màn hình là module RFID MFRC522. Loại module này thì sử dụng con chip MFRC522 để đọc và ghi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem datasheet của con chip này để chúng ta nắm được các đặc tính kỹ thuật của nó. Con chip MFRC522 thì hỗ trợ các loại thẻ, hỗ trợ đọc các loại thẻ MIFE Mini này, MIFE 1K này, MIFE 4K, MIFE Ultralight và một số loại thẻ MIFE nữa. Đây các bạn đang nhìn thấy phần Feature and Benefit. Con chip này thì hỗ trợ chuẩn giao tiếp không dây NFC là ISO IEC 14443 và hỗ trợ thẻ MIFE và thẻ NFC tag. Nó hỗ trợ đọc và ghi ở khoảng cách là 50mm phụ thuộc vào anten và hướng. Hỗ trợ loại thẻ MIFE S20, này, S70, S50 ở chế độ đọc và ghi. Hỗ trợ các loại giao thức là SPI với tốc độ là tối đa là 10 bit, 10 megabit trên giây này. Hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C này và chuẩn giao tiếp serial RS232 UART. Nguồn cấp là từ 2.5 đến 3.3V. Trên module thì các bạn sẽ không cần phải quan tâm nhiều đến thứ tự của các chân của con chip này, mà các bạn sẽ cần quan tâm đến các chân mà được đưa ra để kết nối với Arduino. Con chip này hỗ trợ 3 chuẩn giao tiếp và đây các bạn đang nhìn thấy trên màn hình là cái module này sẽ đưa ra các cái chân. Và với mỗi chuẩn giao tiếp thì chúng ta lại sử dụng các chân khác nhau. Đầu tiên là chuẩn UART, là chuẩn đơn giản nhất, thì sẽ sử dụng hai chân là TX và RX. Chân RX trên module sẽ được ký hiệu là chân SDA và chân TX sẽ được ký hiệu là chân MISO. Tiếp theo là chuẩn giao tiếp IIC sẽ sử dụng hai chân là SDA và SCL. Chuẩn giao tiếp tiếp theo là chuẩn SPI sẽ sử dụng các chân là SS, SCK, MOSI, MISO và chân Reset. Trong bài này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái module này với chuẩn SPI. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về thẻ MIFE, là một loại thẻ RFID sử dụng cùng với module này. Thẻ RFID thì hiện tại nó có nhiều loại thẻ, ví dụ thẻ Proximity là loại thẻ chỉ hỗ trợ đọc chứ không hỗ trợ ghi. Thẻ MIFE thì nó sẽ hỗ trợ cả đọc và ghi. Thẻ MIFE như vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn thì nó có nhiều chuẩn, sẽ có nhiều loại thẻ MIFE S20, S50 và S70. Và trong bài hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng thẻ MIFE S50 là một loại thẻ rất phổ biến. Hình bên trái là hình ảnh thẻ MIFE, các bạn thường nhìn thấy nó là một tấm thẻ màu trắng. Hoặc cũng có thể nó sẽ là in màu tùy theo yêu cầu của các đơn vị sử dụng. Ở giữa sẽ là cấu tạo của nó. Ở bên trong sẽ bao gồm có một cái anten này và một con chip để đọc ghi dữ liệu. Bên trong này sẽ có app room để mà ghi dữ liệu. Và khi mà các bạn bóc một cái thẻ MIFE ra, các bạn sẽ nhìn thấy bên trong cái thẻ MIFE nó sẽ như là cái hình bên phải ngoài cùng này. Anten bao xung quanh và ở giữa sẽ có con chip để đọc và ghi dữ liệu. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem datasheet của thẻ MIFE này để các bạn nắm rõ hơn về cái thẻ MIFE này. Thẻ MIFE tôi sử dụng trong bài này là thẻ loại S50. Thẻ này sử dụng chuẩn ISO IEC là 14443
chuẩn A, tức là nó phù hợp với cái module RFID sử dụng con IC MFRC522. Loại thẻ này là thẻ thụ động, không cần phải sử dụng pin. Khoảng cách có thể tối đa lên đến 100mm, phụ thuộc vào cấu trúc của anten. Tần số hoạt động là 13,56MHz. Froom của thẻ này có bộ nhớ là 1KB, được tổ chức thành 16 sector với 4 block. Mỗi cái sector sẽ có 4 block và mỗi một cái block này sẽ là 16 byte. Thời gian lưu trữ dữ liệu tối đa có thể lên tới 10 năm và khả năng đọc ghi là 100.000 lần. Cái bảng các bạn đã nhìn thấy trên màn hình thì là một cái sơ đồ tổ chức bộ nhớ của thẻ MIFARE S50. Thẻ sẽ có 16 sector, từ sector 0 đến sector 15, và mỗi sector sẽ có 4 block, từ block 0 đến block 3. Trong đó sector 0, block 0 sẽ là manufacturer block. Cái block này thì sẽ lưu tất cả các thông tin của nhà sản xuất, thông tin liên quan đến cái thẻ này. Và mỗi một sector thì ở cái block 3 nó sẽ là nơi lưu cái sector trailer. Toàn bộ cái sector mà được ghi chữ data ở đây thì các bạn có thể ghi dữ liệu vào đây và lưu trữ nó. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái module RFID này. Trong bài này thì tôi sẽ không lập trình từ đầu mà tôi sẽ giải thích cho các bạn code. Và code này cũng là một code tôi sưu tầm, chứ không phải một code do tôi tự viết. Đầu tiên ở trong code, trong cái phần comment của nó thì các bạn sẽ thấy được đây là cái phần kết nối giữa Arduino và module RFID. Trong bài này thì tôi sẽ sử dụng Arduino là Mega, chân RST, chân Reset cộng nối chân số 5 này, chân SDA nối với chân số 53, chân MOSI nối với chân số 51, chân MISO nối với chân số 50, và chân 52 thì chúng ta sẽ nối vào chân SCK. Trong code này thì các bạn cần phải add hai thư viện, nó là thư viện SPI và thư viện MFRC522. SPI là một thư viện có sẵn, còn thư viện MFRC522 thì các bạn có thể tải bên dưới video này. Và cái thư viện các bạn tải về thì các bạn mở phần example ra, nó sẽ có cái code này cộng với một cái code dump info nữa. Có dump info chúng nó tí nữa chúng ta sẽ dùng. Khi mà các bạn sử dụng thẻ RFID, nếu như với các loại thẻ proximity thì các bạn chỉ đọc không thì các bạn sẽ lấy được cái, các bạn chỉ cần lấy cái UID của nó. Còn đối với thẻ MIFARE thì ngoài cái việc mà các bạn lấy UID thì các bạn có thể đọc và ghi dữ liệu. Tuy nhiên dù là thẻ nào thì chúng ta cũng cần phải lấy được cái UID của nó để chúng ta làm các ứng dụng điều khiển chẳng hạn. Đây là đoạn code để chúng ta có thể lấy được UID của thẻ. Và cái UID của thẻ này thì nó sẽ có là 16 byte. Tuy nhiên cái code này nó sẽ đọc ra là 8 byte, còn 8 byte sau thì nó sẽ không đọc. Và chúng ta chỉ cần đọc ra 8 byte thôi thì cái xác suất để mà cái UID có thể giống được nhau thì nó đã là rất nhỏ rồi. Và UID khi mà chúng ta lấy ra nó sẽ lưu vào một cái mảng có 4 phần tử. Vậy khi mà để các bạn lưu UID thì các bạn cần phải khai báo một cái mảng 4 phần tử. Mà để lấy UID thì các bạn sẽ sử dụng cái hàm là mfrc522.uid.uid.byte. Thì sử dụng cái hàm này nó sẽ lấy được ra các cái số UID và chúng ta sẽ lưu vào trong cái mảng AI này. Bây giờ thì tôi sẽ nạp cái code này xuống Arduino để tôi lấy UID ra cho các bạn xem. Giờ chúng ta sẽ mở màn hình truyền thông nối tiếp lên.
ta sẽ quẹt thẻ. Đầu tiên tôi sẽ quẹt cái thẻ MiFair màu trắng. Đấy, các bạn đang nhìn thấy cái số UAD đang hiển thị trên màn hình là 26102132171. Tiếp theo tôi sẽ quẹt thẻ NFC Tag. UAD của nó là 70342241. Hiện tại tôi đang để xuất UAD ra ở chế độ là hệ thập phân. Vậy nếu các bạn muốn hiển thị ra mạng dạng mã hex thì bằng gõ ở đây là hex. Bây giờ thì cái UAD của thẻ màu trắng này cũng như là cái thẻ NFC tag này nó không còn hiển thị dưới dạng thập phân như là lần trước chúng ta vừa lấy, mà nó là hiển thị dưới dạng mã hex. Tuy nhiên lấy được UAD ra thì chúng ta phải sử dụng được UAD. Ví dụ bây giờ tôi sẽ sử dụng UAD vào việc mở cửa. Đây, để mà các bạn sử dụng thì các bạn cần phải lấy được cái UAD trước và các bạn sẽ khai báo một cái mảng chứa các số UAD. Sau đó chúng ta sẽ so sánh cái UAD mà chúng ta vừa đọc được với cái mảng UAD mà chúng ta đã cho vào cốt ngay từ đầu. Đây, chúng ta sẽ so sánh từng phần tử trong hai cái mảng với nhau. Nếu với mỗi một phần tử giống nhau thì chúng ta sẽ cho biến tạm này tăng thêm 1. Và nếu biến tạm bằng 4, tức là cả 4 phần tử giống nhau, thì tức là cái UAD sẽ khớp. Và với UAD khớp thì chúng ta sẽ hiển thị lên là Right UAD Door Open. Trong ví dụ này thì tôi chỉ cho hiển thị lên màn hình, còn trong thực tế các bạn có thể đưa ra tín hiệu điều khiển relay để mở cửa chẳng hạn. Nên chúng ta sẽ nạp code này và test. Hiện tại thì cái thẻ này sẽ có UAD chuẩn. Còn cái thẻ NFC này thì sẽ có UAD sai. Rồi, các bạn đã nhìn thấy thẻ này là cái thẻ mà tôi đã UAD tôi đã setup trong code. Máy của ta báo right UAD door open. Còn thẻ màu xanh này thì UAD tôi không setup trong code. Rồi báo wrong UAD pre-change your card. Đây là một cái ứng dụng rất là đơn giản với UAD, chúng ta có thể sử dụng để mở cửa chẳng hạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái phần ghi dữ liệu của thẻ MiFair. Đây là đoạn code. Đoạn code mà tôi vừa xóa comment là đoạn code mà chúng ta sẽ ghi dữ liệu vào thẻ MiFair. Để ghi được dữ liệu vào thẻ MiFair thì các bạn cần phải khai báo các bạn sẽ ghi vào sector nào, các bạn sẽ ghi vào block nào. Các block thì nó sẽ được đánh số từ 00 đến 63. Block từ, ví dụ đây, các bạn nhìn thấy đây, với sector 0 thì block của nó sẽ là block từ 0 đến 3 này. Với sector 1 thì block của nó sẽ được đánh số từ 4 đến 7. Với sector 2 thì block của nó sẽ đánh số từ 8 đến 11. Trong đó cái block cuối cùng của sector ấy, là cái trailer block, thì các bạn sẽ không thể ghi được vào đó. Tuy nhiên các bạn phải khai báo cái trailer block, các bạn bắt buộc phải khai báo cùng với các cái block khác. Ví dụ ở đây sector 1 thì cái block của nó sẽ đánh số từ 4 đến 7. Ba cái block các bạn có thể ghi được là block A này, block B và block C, sẽ có là số tự từ 4 này, 5 và 6. Tuy nhiên cái trailer block này các bạn không thể ghi vào được, nhưng các bạn bắt buộc phải khai báo. Nếu các bạn mà không khai báo cái trailer block này bằng 7 mà các bạn khai báo lên bằng 11 chẳng hạn, là cái trailer block của sector 2, thì các bạn không thể ghi được vào thẻ, mà bắt buộc cái trailer các cái số block này và cái trailer block này nó phải cùng trong một block, cùng trong một sector thì các bạn mới có thể ghi được.
cái mảng value block này, value one block này chính là cái dữ liệu mà chúng ta muốn ghi vào thẻ. Hiện tại tôi đang để là không hết. Và trước khi chúng ta ghi dữ liệu thẻ, chúng ta hãy kiểm tra trong xem trong thẻ hiện tại đang có cái gì. Code dump info này thì sẽ cho thì chúng ta có thể đọc được tất cả những cái gì mà đang lưu trong thẻ MIFE. Chúng ta sẽ biết được từng block của từng sector đang lưu trữ cái gì. Bây giờ chúng ta sẽ nạp code này xuống Arduino. Và trong bài này thì tôi cũng sẽ chỉ hướng dẫn các bạn cách đọc dữ liệu từ thẻ MIFE và ghi dữ liệu vào thẻ MIFE. Để chúng ta mở màn hình truyền thông tiếp lên. Bây tôi sẽ quẹt cái thẻ MIFE này. Rồi các bạn anh thấy sector các cái trailer block thì đang lưu cùng một giá trị. Sector block 0 của sector 0 đang lưu thông tin manufacturer. Ngoài ra thì toàn bộ các phần data thì hiện tại đang trống hết, đều là những con số 0. Bây giờ thì tôi sẽ ghi một cái dữ liệu vào thẻ. Và các bạn muốn ghi gì vào thẻ thì các bạn sẽ đặt trong cái mảng này. Nếu như ghi thành công thì sẽ in lên màn hình là Done Writing. Còn nếu như mà ghi thất bại thì sẽ hiển thị lên là MIFE Write Fail. Để ví dụ tôi ghi một mảng là 1 này, 2 này, 3 này. Ở phía sau này tôi cho một số, ví dụ đây là 255, 25. Chỗ này cho là 30 chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ nạp code này xuống Arduino. Sau đó chúng ta sẽ thử ghi vào thẻ. Bây giờ tôi sẽ quẹt thẻ MIFE để ghi. Done Writing. Với code này hiện tại tôi đang ghi vào block có số thứ tự là 4. Tức là cái block 0 của sector 1. Bây giờ chúng ta sẽ nạp lại cái code dump info để chúng ta xem trong thẻ MIFE có gì. Bây giờ chúng ta sẽ quẹt lại thẻ MIFE này, chúng ta kiểm tra xem trong thẻ có gì. Rồi như vậy, block 4. Vừa tôi ghi vào là 01 này, 02 này, 03 này. Đây là 225. Nói chung là cái mã này nó sẽ hiển thị dạng mã hex thì tôi cũng không nhớ chính xác được. Ví dụ đây đoạn này tôi ghi 225 thì nó hiển thị là FF này. Bây giờ tôi sẽ thử ghi vào một cái block khác thuộc của một cái trị của một cái sector khác. Như bây giờ tôi sẽ ghi vào block 9 chẳng hạn. Block 9 của sector 1 thì các bạn phải ghi vào đây. Trailer block của nó là 11. Nếu các bạn mà cứ để nguyên đây là 7 lập tức thì cái thẻ này sẽ không thể ghi được dữ liệu vào trong. Các bạn phải để sector là 11. Trailer block là 11. Giờ chúng ta sẽ nạp code.
chúng ta sẽ ghi dữ liệu vào thẻ này. Rồi, tan. Và sẽ làm lại code dump info, chúng ta kiểm tra xem trong thẻ đang có gì. Rồi bây giờ chúng ta quẹt thẻ tiếp. Rồi các bạn đã thấy vừa rồi tôi ghi vào sector, vừa tôi ghi vào block 9. Block 9 và là block 4 thì có nội dung giống nhau. Đây các bạn có thể nhìn thấy hai block này hiện nội dung hiện tại đang hoàn toàn giống nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi với phần đọc dữ liệu từ thẻ. Với code dump info chúng ta sẽ đọc toàn bộ dữ liệu, tuy nhiên không phải phần dữ liệu nào chúng ta muốn đọc. Để chúng ta sẽ sử dụng cái phần code này, chúng ta đọc dữ liệu từ một cái phần chúng ta mong muốn đọc thôi. Để đọc được dữ liệu thì các bạn phải khai báo một cái mảng buffer. Mảng này có giá trị tối thiểu là 18 phần tử, nhỏ hơn 18 thì lập tức code sẽ báo lỗi. Chúng ta sẽ sử dụng hàm mfrc522.miferit để chúng ta đọc. Tôi sẽ để nó đọc ở cái block A, value block A tức là cái block 4. Từng phần tử sẽ lưu vào, mỗi một phần tử sẽ lưu vào một cái phần tử của buffer. Khi chúng ta đã đọc được hết dữ liệu từ một cái block ra thì chúng ta sẽ có thể sử dụng nó để làm một cái tín hiệu điều khiển. Ví dụ ở đây, đoạn code này là so sánh với từng cái phần tử của buffer với lại một cái phần tử của một cái mảng chúng ta đã cài đặt trước. Như là vừa rồi tôi so sánh với UID đấy. Thì nếu như cái mảng này đúng thì chúng ta sẽ đưa ra một cái tín hiệu điều khiển. Đây thì chỉ là ghi ra hiển thị lên màn hình là success. Và tất nhiên code này khi mà chúng ta nạp xuống nó sẽ không báo success mà nó sẽ báo trường hợp sau. Tại vì cái mảng chúng ta ghi vào nó không giống với mảng này. Thì chúng ta sẽ nạp xuống. Thì chúng ta sẽ nạp xuống Arduino và chúng ta đọc báo lỗi chỗ này. Phần này chúng ta phải đưa ra ngoài. Chúng ta sẽ quẹt thẻ Mifare. Sau khi đọc xong thì toàn bộ dữ liệu ở bên trong sẽ được hiển thị ra màn hình. Dữ liệu bên trong thẻ. Tuy nhiên, dữ liệu mà tôi đang lưu trong thẻ này so với cái dữ liệu mà tôi nạp vào code thì nó không giống nhau. Cho nên nó sẽ báo cái trường hợp L là write don't work file. Và rồi thì tôi đã giới thiệu tới các bạn module RFID MFRC522. Và cách sử dụng cái module này để lấy UAD ra để làm một cái tín hiệu điều khiển. Hoặc là chúng ta có thể đọc dữ liệu từ thẻ và ghi dữ liệu vào thẻ. Nếu các bạn còn vấn đề gì thắc mắc xin mời comment ở bên dưới, tôi sẽ đáp.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Điện tử 360.com xin chào và chúc các bạn thực hiện thành công. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách subscribe, like và share. Xin cảm ơn các bạn.